Kính thưa quý thính giả, sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp bài kỷ niệm 50 năm của Hội Văn hóa Bình Dân do cụ Huỳnh Văn Lan viết. Số 2. Giảng viên và tài chánh. À, và thật may là phép lạ đó đã đến như sau. Chỉ trong vòng 10 ngày thôi, trong lúc chúng tôi đang quá nhiều ưu tư về vấn đề giảng viên, thì anh Lê Phát Đạt đến Bộ Tài chánh, mục đích là mời Bộ trưởng Phương đến dự tiệc cưới của anh ngày 25 tháng 11 tới đây. Chúng tôi và anh Đạt biết nhau vậy thôi, vì trước kia, khoảng năm 1941, tôi có dạy học ở Vĩnh Long, quê của anh, nhưng không có gì gọi là thân tình cả. Vô tình anh Đạt đã gặp tôi và mời tôi làm phụ rể cho anh. Tôi cực lực từ chối, vịnh lẽ là tôi không có quần áo, mà thật vậy mới về tôi chưa có quần áo để đi ăn cưới. Huống chi là làm phụ rể đám cưới của anh là của hai nhà cự phú, một ở miền Bắc, cha cô dâu là ông Mai Văn Hàm, và một là gia đình cự phú miền Nam, là nhà đốc phủ Lê Văn Nuôi. Không biết vì lẽ gì mà anh đi ra rồi trở lại mấy lần để cố thuyết phục tôi cho được. Còn nói là không có quần áo thì lấy đồ của anh, vì cũng là một cỡ với nhau. Nếu không vừa thì anh sẽ đi mai lập tức cho. Tôi vẫn từ chối vì tôi còn nhiều chuyện phải làm cho trường Bách Khoa Bình Dân mới mở hơn là đi ăn cưới và làm phụ rể cho hai gia đình mà tôi không thân lắm. Nhưng thấy anh quá tha thiết nên tôi đã chấp nhận một cách bất đắc dĩ. Không dè đây lại là một phép lạ cho trường Bách Khoa Bình Dân, vì một sớm một chiều đã giải quyết vấn đề giảng viên quá sự mong muốn và là một việc tiền định cho gia đình chúng tôi. Vì ngày hôm ấy tôi đã gặp được một cô phụ dâu có tên là Trương Thị Bảo Khánh. Đêm hôm 25 tháng 1, 1954 ấy, đã có một tiệc cưới linh đình ở Đồng Khánh Tửu Lầu. Trước khi quan khách ra về, chúng tôi xin cho 5 phút để được trình bày một mưu đồ giáo dục bình dân mà hiện giờ chúng tôi đang rất cần những bạn nào gọi là đồng chí vừa giúp vào cho nên việc. Không biết hôm đó tôi hùng hồn, nhiệt tình thế nào mà chinh phục ngay thính giả. Tất nhiên trong đó có một cô phụ dâu và có những kỹ sư, giáo sư, bác sĩ, thương gia, sinh viên hưởng ứng ngay tại chỗ. Trên 40 người đã đến ghi tên, sở trường, sở đoản, hy sinh bao nhiêu thì giờ. Trong số những người này có hơn 10 cô có học thức từ cấp trung học trở lên, trong đó có hai cô phụ dâu, một cô là Trần Thị Quý, nhận một lớp Anh ngữ, sau là thư ký của Hội Văn hóa Bình Dân, một cô là Trương Thị Bảo Khánh, không dạy được nhưng làm trong văn phòng được, sau là quản gia của trường Bách Khoa Bình Dân Sài Gòn, và nhiều cô khác nữa, nhưng chị Trương Thị Bảo Thư, chị Phan Thị Minh Châu nhận một lớp Pháp Văn, chị Vũ Thị Tinh Pháp Văn, chị Nguyễn Thị Chu Việt Sử, còn có chị Bích Ngọc, chị Nương, ba chị em, chị Nữ, chị Phấn, chị Tuyên và Celine Lê Bạch Ngọc Pháp Văn, sau là bí thư của người viết ở Viện Hối Đoái, cũng là trưởng ban quyên tiền chống nạn mù chữ, và bao nhiêu chị nữa, người viết không nhớ hết. Và các bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, cả thương gia như Vũ Ngọc Tân, Vũ Ngọc Hoàng, Nguyễn Được, Đỗ Như Kim, Đặng Phúc Yên, Vũ Văn Thái, Hoàng Khắc Thành, Vũ Ngọc Tiến, Lê Phát Đạt, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Lưu Di, Nguyễn Duy Thanh, Lê Đình Chân, Vũ Ngọc Tiến, Trần Tế Dương, Lý Trung Dung, còn nữa nhưng không nhớ hết. Thế là một sớm một chiều vấn đề giảng viên đã được giải quyết xong một cách hết sức tốt đẹp.
không phải do tấm lòng nhiệt thành của mỗi một Huỳnh Văn Lang, mà là do thiện chí của nhiều thành phần trí thức, gọi được là kẻ sĩ của xã hội miền Nam lúc bấy giờ, và họ đã làm được cái gì cho miền Nam Việt Nam? B. Trong ngoặc. Theo tài liệu nói trên, thì trong vòng 10 năm hoạt động của Hội Văn hóa Bình Dân, thì hai trường Bách khoa Bình Dân, Sài Gòn, Chợ Lớn đã mở được 21 khóa, mỗi khóa 4 tháng rưỡi, và giúp cho 34.753 học viên. Về thành phần học viên, 40% là công tư chức, 35% là thợ thuyền, 15% là quân nhân và 10% thuộc giới nội trợ và linh tinh. Bản thống kê như sau: khóa 1, ngày khai giảng 15 tháng 11 1954, ban sinh ngữ 1.386 người, ban thực nghiệp 1.141 người. Khóa 2, ngày khai giảng 16 tháng 5 1955, ban sinh ngữ 1.093 người, ban thực nghiệp 891 người. Khóa 3, ngày khai giảng 14 tháng 11 1955, ban sinh ngữ 1.993 người, ban thực nghiệp 1.813 người. Khóa 19, ngày khai giảng 30 tháng 3 1964, ban sinh ngữ 293 người, ban thực nghiệp 525 người. Khóa 20, ngày khai giảng 21 tháng 9 1964, ban sinh ngữ 375 người, ban thực nghiệp 654 người. Khóa 21, ngày khai giảng 15 tháng 3 1965, ban sinh ngữ 545 người, ban thực nghiệp 685 người. Tổng cộng có 34.753 người. Hội Văn hóa Bình Dân có thu thập được nhiều kết quả là nhờ có phương tiện, nói ở đây là tiện. Đọc thống kê trên thấy có sự giảm bớt học viên rõ ràng, chẳng qua là vì hội không còn có phương tiện nhiều như lúc đầu. Đang khi học viên lúc đầu hoàn toàn miễn phí, sao lại phải đóng học phí ít nhiều? Trong 10 năm sau, từ 1965 tới 1975, như chúng tôi biết, thì dù Hội Văn hóa Bình Dân có biến thể nhiều đi nữa, tức là giảm bớt tính cách thiện nguyện của mình, trừ ra ban nghiên cứu kinh tế tài chánh, các ban khác như Trường Bách khoa Bình Dân, Tạp chí Bách khoa, Ban Tráng niên, Thư viện và các chi hội vẫn tiếp tục hoạt động tùy theo phương tiện mình có, mà còn mở thêm các lớp mới như lớp Anh ngữ cấp tốc thực hành dành riêng cho các nhân viên giao tế tại các bộ, luyện thi trung học đệ nhất cấp và tú tài cho công tư chức và quân nhân muốn được chuyển ngành, thăng cấp, thăng lương. Lớp trau dồi tiếng Việt cho các giáo viên gốc người Hoa Kiều, và nhất là vẫn còn tiếp tục các lớp đặc biệt như lớp Anh Pháp ngữ thực dụng hàng ngày cho các tài xế taxi, các khóa huấn luyện nhân viên bảo hiểm, giảng bằng tiếng Pháp. Sự eo hẹp tài chánh có thể giải thích phần nào sự biến thể của Hội Văn hóa Bình Dân trong 10 năm sau. Trong 10 năm đầu, phải nhìn nhận là tài chánh của hội dồi dào hơn là nhờ những ân nhân của hội mà người viết muốn nhắc ra đây, gọi là ghi lại lòng thành tri ân. Những ân nhân đã giúp hội trong những năm đầu phải được kể như sau. Số tiền 50.000 đồng, anh Trần Hữu Phương cho, quay qua quay lại thì tiêu ma hết, phần lớn là bút mực, tài liệu giáo khoa cho học viên. Người viết kêu cứu với Thủ tướng Diệm, nhằm lúc ông không có tiền, tức là đầu năm 1955, nhưng sẵn có bức tranh hiếu học của họa sĩ Lê Trung, vẽ một cụ già dạy cháu đọc dưới ngọn đèn dầu, ông cho Hội Văn hóa Bình Dân,
chúng tôi đem về tổ chức bán đấu giá theo kiểu Mỹ, cũng tại rạp cine ông Ưng Thi cho mượn. Thương gia Cao Đồng Hưng mua với giá trả sau hết là 10.000 đồng và tổng số thu được trên 300.000 đồng. Nhưng đến gần cuối năm 1955, vì trường Bách Khoa Bình Dân mở thêm ở Chợ Lớn và Gia Định, nên chẳng bao lâu lại sạch sành sanh, người viết phải chạy kêu cứu với Thủ tướng Diệm một lần nữa. Lần này ông cho chúng tôi kỳ viết, ông gọi là lịch sử, vì chính ông thổ lộ cho người viết là ông đã dùng cây viết này ký sắc lệnh cất chức tổng tham mưu của tướng Nguyễn Văn Hinh và sắc lệnh đánh Bình Xuyên. Sau khi ký nghị định đóng cửa Đại Thế Giới, cũng như lần trước, chúng tôi lại tổ chức bán đấu giá và số thu cũng được trên dưới 300.000 đồng nữa. Thương gia Lý Bình trả giá sau cùng là 15.000 đồng mua được cây viết và tặng lại cho Hội Văn hóa Bình Dân. Qua năm 1956, đầu tiên là ca sĩ Marian Anderson của UNESCO hát cho một đêm cũng tại rạp Cine Đại Nam của ông Ưng Thi. Quá thành công, chúng tôi năn nỉ cô hát cho một đêm thứ hai. Kết quả người viết không nhớ rõ, nhưng trước sau cũng gần 500.000 đồng. Giữa năm 1956, ca sĩ Eleanor Stieber, tức là bà Williams, cũng hát cho một đêm. Số thu cũng trên dưới 300.000 đồng. Qua năm 1957, có danh ca Richard Tucker và nhất là danh hồ cầm Gregor Piatigovsky đều có đến trình diễn gây quỹ cho hội. Tất cả đều có kết quả quá sự trông đợi. Người viết không còn nhớ rõ những con số nữa. Đi đến đâu, chúng tôi cũng nói đến Hội Văn hóa Bình Dân. Trong cả những buổi tiếp tân của Tòa Đại sứ Mỹ, Đại sứ Anh, Đại sứ Pháp, chúng tôi đã gặp quý nhân, tức là ông bà Mark Alister, là Giám đốc Hội Thiện nguyện Tin lành IRC, International Rescue Committee, ở New Jersey, New York. Hội này đã giúp Hội Văn hóa Bình Dân từ 700.000 đồng lên đến trên 1.500.000 đồng mỗi năm, trong cả 4 năm liên tiếp. Ông bà Giám đốc IRC là ân nhân của hội, có tên trong sổ vàng của chúng tôi, cũng là bạn thân của người viết từ đó. Sau IRC, Nghĩa hội Văn hóa Á Châu, Asia Foundation, trụ sở ở San Francisco, đến giúp Hội Văn hóa Bình Dân. Người đại diện là ông Thomas đã giúp Hội Văn hóa Bình Dân như IRC trong nhiều năm, không nhớ được bao lâu, và bao nhiêu ân nhân khác nữa mà chúng tôi không còn nhớ hết. Tài liệu 10 năm hoạt động nói trên có ghi tên những cơ quan đến lâu sau là CARE, Phụ nữ Mỹ, USOM, USIS và bao nhiêu cơ quan quốc tế khác nữa. Chúng tôi cũng không quên các thương nhân, kỹ nghệ gia, nhất là ông bạn Grandjean, chủ tịch tổng giám đốc hãng bia và nước ngọt BGI, luôn luôn trung thành giúp quảng cáo cho tạp chí Bách Khoa, cũng như cung cấp một quota quan trọng bia 33 cho câu lạc bộ văn hóa Bình Dân sau này ở số 7 Phan Kế Bính, Sài Gòn. Mà có ai nói là có người lạm dụng khi Huỳnh Văn Lan, Đỗ Trọng Chu, Lê Thành Cường, Bùi Kiến Thành không còn trong hội nữa. Thật ra, sau khi IRC và Asia Foundation nhảy vào, nghĩa là qua năm 1957, sau 2 năm hoạt động, về mặt tài chánh, Hội Văn hóa Bình Dân cũng là các trường Bách Khoa Bình Dân Sài Gòn, Chợ Lớn, kể là khá vững vàng. Đang khi ban giảng viên phát triển hết sức xôn tụ và thật đầy đủ, gồm gần cả 100 bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ, giáo sư, cả sinh viên đại học, toàn là những thành phần xã hội, vừa có học thức, vừa có thiện chí, đã hy sinh nhiều giờ mà họ có thể dành cho vợ con đi ăn uống, đi xem cine, đi nhảy, đi chơi Vũng Tàu hay Đà Lạt.
Âu là cả một giới giả sĩ hay intelligentsia đã phục vụ xã hội không tính toán, không mặc cả. Nhưng cũng phải nói là còn lắm thành phần kẻ sĩ vẫn đứng ngoài như khách bàng quan, nên không nói là thụ hưởng, chỉ muốn vay của xã hội càng nhiều càng tốt, mà không muốn trả ít trả nhiều. Sau đây, xin trở lại với chương trình kỷ niệm 50 năm Hội Văn hóa Bình Dân, kỳ thứ 3. Căn cứ Hội Văn hóa Bình Dân, 140 đường Hai Bà Trưng, tức Pô Blanchy cũ. Tài chánh có, giảng viên đầy đủ, nhưng trường Bách Khoa Bình Dân cũng như Hội Văn hóa Bình Dân sau đó còn có một nhu cầu cần thiết khác cũng quan trọng không kém, tức là một văn phòng, một trụ sở cho phù hợp với tính cách bộc phát của nó. Đây là một phép lạ nữa, vì tôi không xin không tìm mà có quý nhân đến giúp. Quý nhân đó là Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Như đã nói ở trên, vì khủng hoảng chánh trị, Thủ tướng gửi tôi qua làm ở Bộ Tài chánh. Nhưng mỗi bữa trưa, tôi vẫn về phủ Thủ tướng ăn cơm trưa. Bây giờ không còn ở Dinh Gia Long nữa, mà là ở Dinh Toàn quyền Norodom. Bây giờ đổi tên là Dinh Độc lập. Một trưa nọ, ăn cơm xong, Thủ tướng Ngô Đình Diệm cho Võ Văn Hải gọi tôi lên gặp ông. Tôi có phần hơi lo, vì không biết chuyện gì. Gặp ông, lúc bấy giờ ông rất vui vẻ, có thể vì cuộc khủng hoảng Nguyễn Văn Hinh đã giải quyết vừa xong, tức là trong thượng tuần tháng 12. Gặp tôi, ông cũng bình dân như trước, bảo tôi ngồi và ông cũng tiếp tục hút thuốc phì phà và chậm chậm đầu thuốc như xưa nay. Ông muốn hỏi tôi về tiến trình hội nghị tiền tệ ở Paris. Tôi muốn trình bày càng ít càng tốt, vì cho rằng đó chính là nhiệm vụ của Bộ trưởng Phương hơn là của tôi, vì tôi chỉ là phụ tá thôi. Tuy nhiên, biết tánh thủ tướng là hay shortcut, tức là đi tắt, mà cái gì cũng muốn biết cho nhanh, cho đầy đủ. Thành ra tôi cực lực phải dài dòng văn tự giải thích cho ông biết thế nào là độc lập tài chánh và tiền tệ, trong đó có hối đoái. Ông giữ tôi cả một giờ hay hơn nữa. Trước khi cho tôi ra về, ông hỏi tôi có chỗ ở đàng hoàng chưa? Thưa Thủ tướng, từ khi về làm với anh Phương, anh có cấp cho tôi một phòng nhỏ ở cao ốc Cao Thắng, gần nhà chị Huỳnh Thị Sang của tôi, nên cơm nước rất tiện lợi, không gì phải nói hết. Thủ tướng Ngô Đình Diệm nói, tôi đã bảo anh Phương cấp cho anh một cái nhà kia mà. Thế là sẵn điện thoại, ông Diệm gọi ngay anh Phương và bảo anh Phương cấp cho tôi một cái nhà. Về lại Bộ Tài chánh, anh Phương nói, hiện không còn nhà, anh đi tìm nhà mà mua một cái đi. Ngân khoản cho anh thì không quá 1,5 triệu. Nhớ là không quá 1,5 triệu nha. Và ngày 1, ngày 2, tôi đã mua cho phủ thủ tướng cái nhà của một người Ấn Độ, số 140 đường Hai Bà Trưng, tức là đường Pô Blanchy cũ. Nhà có 4 phòng, phòng khách và phòng cơm chung phía trước. Qua một sân nhỏ có lót gạch tàu đỏ, phía sau có giải phòng, có bếp, có phòng cho bồi bếp, có gara xe đang chứa đồ lặt vặt, chủ nhà đòi 1,3 triệu gì đó. Tôi dứt khoát trả 1,1 triệu và nhất định không lên không xuống. Và chúng tôi đã có một cái nhà thuộc phủ thủ tướng cấp cho Huỳnh Văn Lang. Tôi chưa có gia đình nên tức khắc dùng nhà này làm văn phòng cho các trường Bách Khoa Bình Dân Sài Gòn, Chợ Lớn, và đương nhiên sẽ trở thành trụ sở chánh thức cho Hội Văn hóa Bình Dân sau này. Sau 4 tuần ở nhà ngủ Kinh Hoa, anh Cường về đoàn tụ với cha mẹ anh em mới từ Bắc
di cư vào Sài Gòn, ở vùng Cầu Kho. Anh Chu tạm trú ở villa dành cho bác sĩ Bùi Kiện Tính, Bộ trưởng Công dân Vụ ở Sài Gòn. Ngày 1, ngày 2, tôi đã mời hai anh về ở chung cho được việc. Tức là ba anh em chúng tôi ngày đêm ở bên nhau, tha hồ mà thảo luận, tha hồ mà xây mộng văn hóa cho giới bình dân. Số nhà 140 đường Hai Bà Trưng này được dùng làm trụ sở mà chúng tôi thường gọi là căn cứ của Hội Văn hóa Bình Dân và các trường bách khoa Bình Dân cho đến tháng 11 năm 1963. Từ tháng 11 1956, Ban Tráng Niên Giáo Dục cũng đem văn phòng về đây, tức là khi người viết có vợ có con phải dời về Ngân hàng Quốc gia, Bến Chương Dương. Sau Huỳnh Văn Lan, Lê Thành Cường qua năm 1957 cũng lập gia đình ở đây và đã sinh ra hai đứa con gái ở đây. Năm 1959, đến lượt anh Đỗ Trọng Chu cũng lập gia đình ở đây và liên tiếp có luôn hai đứa con trai. Để rồi qua năm 1961, cùng đoàn thê tử anh đi làm lãnh sự ở Ấn Độ. Như thế thì có thể nói được là Hội Văn hóa Bình Dân là môi trường hun đúc ra ba gia đình Huỳnh Văn Lan, Lê Thành Cường và Đỗ Trọng Chu, và luôn cả thế hệ thứ hai của họ gồm ba trai và hai gái. Nhưng dù có ra khỏi số nhà này, mỗi tối sau khi đi dạy trường Bách Khoa Bình Dân về, Huỳnh Văn Lan đều hẹn hò về đây gặp nhau để điều khiển và quản lý các hoạt động của hội. Và như thế cho đến ngày đảo chánh, ngày 1 tháng 11, 1963. Rất may là những ba bà vợ của chúng tôi cũng đều là những phụ nữ đã trực tiếp tham gia vào mưu đồ văn hóa của chồng ngay từ lúc đầu. Cũng có nghĩa là họ đã chia sẻ tham vọng và lý tưởng của chồng trước khi cưới hỏi. Kết luận, nhà số 140 đường Hai Bà Trưng, Sài Gòn là một điều kiện cần thiết như là không có, không được để phát huy các hoạt động của Hội Văn hóa Bình Dân đi đến chỗ thành công. Âu cũng là một cái ơn lớn của Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Dù khi ông bảo cấp cho chúng tôi một cái nhà, ông chưa biết là chúng tôi sẽ dùng làm gì, ngoài ra ăn ở cho cá nhân hay gia đình cá nhân.